Thiện nam tử, đó là 10 đại nguyện đầy đủ viên mãn của Đại Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát đối với đại nguyện này tùy thuận hướng về, thì sẽ thành thục tất cả chúng sinh, thì sẽ tùy thuận A Nậu Đa La, Tam Miệu Tam Bồ Đề, thì sẽ thành tựu viên mãn các biển hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Thiện nam tử, đó là 10 đại nguyện đầy đủ viên mãn của Bồ Tát. 10 đại nguyện này chẳng phải chỉ mình Bồ Tát Phổ Hiền tu, tất cả chúng sinh cũng có thể tu 10 đại nguyện này. Tất cả chư Phật Bồ Tát đều do 10 đại nguyện vương này mà thành tựu. Chúng ta, chúng sinh muốn thành tựu quả Phật thì nên y chiếu 10 đại nguyện vương này mà tu hành. 10 đại nguyện này phải đầy đủ viên mãn, phải đồng với sự phát nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, đừng có tu hành nửa chừng rồi bỏ, thay đổi lúc ban đầu. Ở đây không thể thay đổi, nếu thay đổi thì chẳng đầy đủ, cũng chẳng viên mãn, vĩnh viễn đều không thay đổi. Dù hư không có hết, chúng sinh chẳng còn nữa, nghiệp chúng sinh cũng tiêu hết, phiền não chúng sinh cũng chẳng còn nữa. Nhưng 10 nguyện này không thể hết được. Nếu như hết thảy tất cả Bồ Tát y chiếu 10 đại nguyện vương tu hành 10 đại hạnh môn, thú nhập vào 10 đại nguyện này, 10 đại nguyện này tức là Bồ Tát hành Bồ Tát đạo, Bồ Tát hành Bồ Tát đạo cũng tức là 10 đại nguyện vương, pháp và người biến thành một thể, chẳng có sự phân biệt. Đây gọi là tùy thuận, thú nhập, y chiếu 10 đại nguyện vương, tu hành, thì sẽ thành thục được tất cả chúng sinh. Thế nào? Gọi là thành thục tất cả chúng sinh. Chúng sinh chẳng có căn lành, thì dạy họ tu 10 điều nguyện vương, khiến cho họ trồng căn lành. Như tất cả chúng sinh chẳng biết hiếu thuận cha mẹ là điều tốt, thì bạn giáo hóa họ, khiến cho họ biết hiếu thuận với cha mẹ. Đây cũng là một phương pháp khiến cho chúng sinh trồng căn lành. Vì trong trời đất, vạn ác dâm vi thù, bất thiện hiếu vi tiền. Nghĩa là, vạn điều ác thì dâm đứng đầu, trăm việc thiện thì hiếu số một. Con người với xuất vật khác nhau ở chỗ, con người biết hiếu thuận với cha mẹ, cung kính sư trưởng, còn xuất sinh thì chẳng nói đến sự hiếu thuận cha mẹ. Hiếu thuận là căn bản của con người, nếu người nào chẳng hiếu thuận thì không có căn lành, cho nên phải hiếu thuận với cha mẹ. Người đã có căn lành thì trợ giúp họ tăng trưởng. Như khi Lục Tổ Đại Sư ở nhà thì hàng ngày lên núi đốn củi, gánh củi ra chợ bán, mua gạo đem về nhà phụng dưỡng mẹ già. Đây là ngài chồng căn lành. Lục Tổ Đại Sư vốn là người có căn lành, bất quá đây là một thứ cảnh giới của Bồ Tát. Một ngày nọ, khi ngài đang gánh củi, thì nghe một người tụng kinh Kim Cang, tụng đến chỗ ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm. Ngài bèn khai ngộ, vị khách đó cho ngài 2 lạng bạc, kêu ngài để dành tiền nuôi mẹ già, và đem chút tiền đi đến Huỳnh Mai cầu pháp. Đây là trợ giúp ngài trồng căn lành, trợ giúp ngài thành tựu đạo nghiệp. Người đã tăng trưởng căn lành thì trợ giúp họ thành thục, thành tựu đạo nghiệp. Chúng sinh thành thục tức là thành Phật. Quả Phật thành thục thì sẽ tùy thuận y chiếu con đường đạo này tu hành, mà thành tựu A Nậu Đa La, Tam Miệu Tam Bồ Đề, vô thượng chánh đẳng chánh giác, vô thượng cao hơn Bồ Tát, chánh đẳng vượt qua nhị thừa, chánh giác vượt qua phàm phu. Đây là một tên gọi siêu phàm,
nhập thánh, đắc quả Phật. Tu hành 10 đại nguyện vương thì sẽ thành tựu viên mãn các biển hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền Bồ Tát. Bồ Tát Phổ Hiền chuyên môn viên mãn đầy đủ nguyện của tất cả chúng sinh. Chúng sinh cầu gì thì Ngài cho cái đó. Có một lần Bồ Tát Phổ Hiền ở trong chùa làm hành đường. Tức người xuất gia dùng cơm với nhau ở trong chai đường. Ngồi hai bên, mặt đối diện với nhau, mỗi người có một bình bát ở trước mặt. Bồ Tát Phổ Hiền bèn giúp mọi người thêm cơm, thêm trà. Hai bên hồng của Ngài mang hai cái túi dài, gồm có xì dầu, muối ớt, đường vân vân. Các gia vị đi đến chỗ mỗi vị thầy, nếu ai cần muối thì Ngài cho thêm chút muối, cần gì thì cho nấy. Nhưng nói cũng rất lạ, Ngài làm mọi người toại nguyện như vậy, khi Ngài cho thêm muối, thì vị thầy khác kia còn nói, đừng có cho tôi nhiều muối, cho người khác ít một chút. Nói chung, Bồ Tát Phổ Hiền khó mà làm toại nguyện tất cả mọi người, bạn cho họ nhiều thì họ nói nhiều, cho họ ít thì họ nói hiểm ít. Hoặc bạn cho họ thì họ không cần, bạn không cho họ thì họ nói bạn khinh họ, đối xử với họ không tốt. Cho nên Bồ Tát Phổ Hiền chẳng dễ gì làm mãn nguyện chúng sinh. Vậy phải chăng đừng lo cho họ? Càng như vậy thì càng phải hành khổ hạnh, tu khổ hạnh. Có người đánh bạn, mắng bạn, khinh bạn, tức là thử thách bạn, xem thử bạn thành tâm hay chẳng thành tâm. Hạnh lực của Bồ Tát Phổ Hiền có rất nhiều, chẳng phải chỉ 10 đại nguyện vương này. Hạnh lực của Bồ Tát Phổ Hiền như biển cả, chúng ta cũng nên lấp cho đầy biển nguyện. Ha ha ha,